lại toàn bộ kỹ năng của Lilith, xóa lỗi tại tốc chạy khi vào bụi, chưa cuối hồi không dây, phế vật hay quái vật mới. Lilith đã được làm lại toàn bộ kỹ năng, từ nội tại đến chưa cuối. Đầu tiên là nội tại, nếu như bản cũ, Lilith sẽ tăng tốc chạy khi vào bụi và đòn đánh thường thứ 3 sẽ gây nổ dấu ấn dưới chân tướng địch. Bản mới, xóa tốc chạy khi vào bụi, xóa cái dấu ấn, thay vào đó là đòn đánh thường sẽ ít 2 phát bắn và giảm cường ly khá nhiều. Chiêu 1 của bản cũ chỉ có chức năng soi sáng, thì bản mới chiêu 1 là vũ khí mới của Lilith. Khi kích hoạt chiêu 1, Lilith được tăng 20% tốc chạy, sẽ ít 2 nếu soi được tướng địch. Nếu có kẻ địch sẽ giảm đi 50% hồi chiêu. Ở bản cũ, chiêu 2 ném ra như một cái bẫy và nằm luôn tại đó. Còn bản mới, khi ném ra chiêu 2 nó sẽ nổ ngay lập tức, phạm vi và tốc độ nổ được tăng lên đáng kể. Chiêu cuối ở bản cũ, khi đủ 3 nội tại sẽ gây ra sát thương và chí mạng vô cùng lớn. Còn bản mới, khi thích được 5 đòn đánh chí mạng, thì chiêu cuối sẽ được mở phong ấn, nước lên gây sát thương và không còn có thể chí mạng như bản trước. Nhưng dù lại Lilith có thể spam chiêu này liên tục, vì hồi chiêu của nó là không dây. Khi hạ được tướng địch, lập tức sử dụng chiêu 1 để thoát khỏi giao tranh. Anh em thấy thế nào về Lilith ở phiên bản mới?